chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Mình tiếp tục review cho anh em con CM Service này nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ vô mình lấy nó luôn. Mình không mua nữa, mình lấy luôn nè. Đó. Lấy thì có thêm điểm exchange token để mình đổi điểm Ultimate Point anh em. Để đổi điểm có mấy con Ultimate đó. Đây, bây giờ mình lấy nha anh em. Đó, Service nha anh em. Con này thì rất là ngon. Ở mùa trước, nói chung là mùa này nó ra cái thẻ nó hơi trễ thôi, mấy thẻ trước thì ít anh em dùng. Thì hôm nay mình review nó để xem nó như thế nào anh em ha. Đó, thì con này được cái chiều cao tốt nè, to khỏe, bự con nó. Ở CM thì đấm tốt anh em, đấm đá tốt lắm nha. Giống như con Goreska vậy đó. Thì ok, bây giờ mình sẽ vô mình cho vô đội hình nha. Để mình xem nó sĩ số nó như thế nào. Rồi mình đánh giá sơ qua đi. Đó, rồi mình vô mình trải nghiệm nó. Đó. Ok anh em. Mình thấy con thế con mà xem Blood nha. Đây. Vô thôi. Thì ok, bây giờ mình xem sĩ số nha. Coi nó như thế nào đây. Nó là skill Long Bastion nè, chuyền dài nè. Nó có cho chạy nước rút, chuyền ngắn, chuyền dài, vision tầm nhìn và xử lý banh. Đó. Nói chung con này đúng là một tiền vệ luôn em. Nhưng mà khả năng đánh đầu nó tốt nè, sức mạnh nó nè. Khả năng phòng thủ cũng khá tốt nè. Phản ứng nhanh nè. Đó. Nói chung thì nhìn qua thì trên 5 năm thì khá ngon em. Xuất xa thì dứt điểm thì cũng ở mức khá chút. Xuất cũng khá mạnh. Nó cả mà 91, đúng rồi, con này cao lắm anh em. Nó cái power handler, nó nổ mạnh, outside hút shot và xuất máu ngoài. Thì nhìn chung thì cái thể lực khá tốt nè. Skill thì 4 sao. Trên 5 năm thì khá ngon rồi anh em. Đó, thì bây giờ mình sẽ vô mình cho anh em xem một trận head to head. Để xem nó đá đấm như nào. Đó, nhìn con này thấy khỏe, to khỏe đó. Đó, chung là mùa trước thì thấy ngon rồi. Còn mùa này không biết sao, nó mới ra được cái hai thẻ thôi. Một cái thẻ sự kiện gì trước đó mình cũng không nhớ nữa. Nhưng mà sẽ sự kiện top S thì hai thẻ ngon đó. Thì ok, bây giờ mình vô một trận đấu mình xem đá như nào ha. Và tiếp sau một trận đấu này thì mình sẽ cho anh em xem một vài tình huống highlight trận đấu khác để xem như thế nào, làm rõ hơn ha. Ok, trận đấu sẽ bắt đầu thôi anh em. Mình đang ráo lên ở một em nha anh em. Nói chung là em này thì cũng đá ngang ngang nhau, đội hình cũng khá mạnh em. Bên đội bạn cũng có con Savic kìa, đó. Nói chung con Savic này mình nếu theo mình đánh giá mới đầu sĩ số thôi với cái thể hình thôi thì một con tiền vệ khá khỏe, to khỏe dưới sân cho anh em lên công cái cũng ít thôi. Mình nghĩ là thủ nhiều đây ấy, Savic đang theo bạn kèm vô, đúng rồi, nó đâu nguy hiểm. Đội bạn mới một pha tấn công rất là nguy hiểm thì Savic có một pha về phòng thủ, anh em thấy không, chạy về phòng thủ lên. Nói chung con CM này mình cảm giác như là những con Rodoka này, nghĩa là đã chụp dưới sân đó, phòng thủ tốt nè, khi nào cần thiết thì bắt đầu lên tấn công thôi. Đấy, nói kìa, không được rồi, học lỗi rồi. Kimmich, Savic, đấy Savic nè. Nói chung là đứng tầm tầm dưới sân thôi nè. Đấy, cần thiết chạy lên kìa. Đấy, chạy lên này anh em. Đấy, Savic, làm gì đấy? Savic, đi bắn, đúng rồi, đi bắn luôn, xuống đi. Không được, học lỗi rồi, phạt đền anh em. Mới vô Savic được một pha đi bắn và phạt đền luôn anh em. Torres xuất nha, Torres, xuất. Không vào nghe mày đâu, vào. Trời ơi, cái này mình đá hơi chủ quan anh em. Tôi muốn bắt đầu rồi nhưng mà không sao, không sao. Torres nó sửa chữa sai lầm đánh đầu. Thì vừa rồi anh em Savic có một pha phản công nhanh chạy lên tấn công, Insigne nó chuyển cho Savic băng xuống và đi bàn vô công đệ, nó phạt đền anh em thấy không, một pha phạt đền ha. Nhìn chung to khỏe thì cản lực cũng khá ok anh em. Nguy hiểm quá, không được. Một pha cứu lòng của Moret nhưng không thành công rồi. Genetti, Salah, Kimmich, đây Savic. Mình sẽ tập trung cho Savic cho anh em để anh em thấy nó như thế nào ha. Nói chung thì nó cao to lắm nè. Torres, Savi, Salah, cứu không được rồi. Và sút của Salah nhưng không thành công rồi. Phạt góc nha, phạt góc thì mình sẽ đưa đầu vô cho Savic đánh đầu như thế nào. Con này đánh đầu cũng khá tốt nè. Đây. Đánh đầu không được rồi. Nó bị cản từ phía sau rồi. Đánh đầu tốt không có nghĩa là lúc nào cũng đánh đầu được anh em. Quan trọng là chọn điểm rơi với lại là chọn vị trí như thế nào anh em ha. Đó, một pha đánh đầu vừa rồi không thành công nha. Kỳ mất, nguy hiểm quá. Torres chút vào, một đều rồi. Một pha phản công của đội bạn anh em. Torres hay quá, mình đã không áp sát rồi. Cái này thì Kỳ mất hơi bị ấy rồi, hơi bị chủ quan rồi, không áp sát vô. Và mình sợ đi kêu anh em, nên mình đi từ từ thôi. Ai ngờ đâu đội bạn lốt này quá, Torres này quá. Savic,
Ichine, Ichine. Hay lắm, Sivit. Sivit, hay lắm, phải cho anh Sivit, qua luôn. Đúng rồi, xuống đi. Không được rồi, vừa rồi Sivit có một pha đi bắn kỹ thuật nhưng mà không thành công anh em ơi. Mình đang thử coi Sivit xử lý bắn như thế nào anh em. Đó, kỹ thuật không, nó mềm mại hay không, nó cứng không. Nhưng cảm giác thì không được mềm mại cho lắm, tại vì con này khá cao anh em. Nói chung là cũng được thôi, đi bắn thì cũng được thôi. Đây nè, đấy, một pha đi bắn đi skill anh em, cũng ok thôi. Chứ không phải là quá mà kỹ thuật như là con mấy con tiền vệ khác. Sidok, đội bạn đi kiếm khá hay anh em. Ichine, đội bạn có những con cậu giống như mình bên kia quá. Có Ichine này, có Sevut, có Sidok, ít trang mình. Mình không có Sidok anh em, sorry anh em. Thì có hai con Ichine, 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 shoot, wow. Một pha vừa giống rất hay của Ichine. Mình vừa nói Ichine xong anh em, Ichine đã ghi bàn, quá hay luôn. Thì clip sau có khả năng mình sẽ để con Ichine cho anh em nha. Mình trong đội hình mình có là có con Ichine này. Đấy, mình đang test thử cho anh em như thế nào. Đấy, nó ghi bàn rồi, hay quá. Và đặt lòng quá hay của Ichine ở trên phải. Một pha đều kỹ thuật. Rồi bạn đã dẫn trước 1-0 rồi anh em ơi. Đây Ichine của mình đây. Torres, Sivit. Nhưng mà trận đấu này mình sẽ tập trung cho Sivit cho anh em. Mặt bàn rồi, nguy hiểm quá. Ở đâu? Đúng rồi, internet. Không được rồi, một pha chuyển lên không thành công của Hedonet rồi. Sidok, các bạn có những pha đi kiểu khá hay anh em. Son, Son, làm gì đây Son? Pha đi kiểu của Son, Torres. Các bạn có phải khá lợi dụng đi kiểu anh em. Không sao, mình sẽ tập trung từ từ anh em. Mình đã bị dính trước rồi, mình đã bật chế độ attack rồi. Cái là tấn công lên. Đây, Ichine, Torres, Ichine. Một pha phối hợp giữa Torres và Ichine. Vẫn còn Torres. Vẫn là Torres. Chuyển xuống Ichine, hay lắm Ichine. Đi bắn. Không được rồi, Torres. Sút, không được. Một pha sút tất nhanh của Torres không thành công. Một pha phản góc cho anh em. Bây giờ mình sẽ tập trung vô Sivit. Mình sẽ Sivit đến đầu như thế nào đây. Sivit thì cảm ơn 91 anh em. Có power handler đến đầu khá mạnh. Đây Sivit. Bắn đâu. Wow. Y như mình nói anh em, Sivit đến đầu ghi bàn rồi. Yes. Đấy. Và chọn đúng thời điểm anh em. Đúng điểm rồi. Và cho vị trí tốt là ok hơn anh em. Là ghi bàn thôi. Đây, một pha tình chấp khá tốt của Sivit anh em. Nói chung con này thật gấp quá. Nó hay thành trận tấn công vô anh em. Anh em cứ câu vô. Khả năng đầu ghi bàn cũng khá cao anh em. Đó, một pha đi bàn của Son. Con là Son, hay lắm. Rồi các con rồi, Savi. Con là Savi, chuyển lên Sala. Hoặc không, sao không được rồi. Chỉ đó hay về hỗ trợ phòng thủ khá hay. Son, Savio, các con rồi. Các bạn khá lập dụng kiều nè. Xavi, hay lắm. Một pha phối hợp với Torres. Không được rồi, hai con Xavi. Vẫn là Xavi. Tạt quá. Bắn đầu. Wow, Ichine anh em. Cầu thủ lâu nhất sân. Bắn đầu ghi bàn em. Quá tuyệt vời. Ichine, trời ơi. Cầu thủ lâu nhất sân. Bắn đầu ghi bàn của ai. Một buổi truyền của Xavi anh em. Đấy, quá trời chống chạy. Một pha chạy chỗ chống chạy của Ichine. Một pha bắn đầu cực hay luôn. Trận đấu kết thúc anh em, 3-2 anh em, pha đội người dòng tuyệt vời của mình, yes. Nói chung là trận này thì mình thấy Sivit đã cũng khá ok anh em, lên công về thủ quá tốt anh em. Có một thắng góp công trong trận đấu anh em, quá ok. Thì bây giờ mình sẽ cho anh em xem một vài tình huống highlight của Sivit nha anh em. Xem như thế nào đây. Đây, một tình huống ha, gọi tấn công. Đấy, trận chấp lấy bàn rất tốt anh em, khỏe anh em. Đấy, thành công, chuyển lên, Ichine. Vẫn là Ichine. Ichine làm gì đây, Ichine. Chuyển qua Sivit, sút không được. Đó, anh em cứ chơi chuyển cho tiền đạo cánh anh em, xong mắc lại chuyển cho Sivit dứt điểm là ok. Một pha bất cẩn của hậu vệ nguy hiểm quá. Sivit anh làm gì? Sivit sút vào đấy, sút cũng khá có lực anh em. Nói chung anh em sút chính xác là ok. Còn cứu lòng thì trên 5 năm thì tùy anh em, tại vì tùy theo cái vị trí thôi. Nếu mà xa quá thì cũng khó vô lắm anh em. Đấy, Sivit phải đi ăn. Không được rồi. Hamin. Đấy, Kim Hích. Ichine. Vẫn là Ichine. Sivit, anh làm gì đây? Quả bắn luôn hay quá. Còn sút, không được rồi. Một pha kết hợp của những tiền vệ với nhau. Sivit. Ichine. Torres. Ichine. Sivit, cầm bắn, làm gì đây? Đi bắn, đúng rồi, sút đi, không được.
có sút không vào. Vừa rồi Savic có một pha xử lý bàn cũng khá ok anh em. Tuy cao kề nhưng mà vẫn xử lý bàn tốt, trong mà công địa phải bị hẹp nữa chứ. Đó, Salah, Torres, Savic, chuyền đúng rồi, hay quá. Một chuyền khá chính xác cho Insigne chỉ quá. Torres sút vào. Một pha phối hợp giữa Savic, Insigne và Torres anh em. Đây là khả năng chuyền anh em, khả năng chuyền của Savic khá tốt. Một pha bắn đi bàn này. Insigne, Torres, hay quá. Torres còn Savic. Service, sút, sút không được. Ok anh em, thì mình đã cho anh em xem một vài tình huống highlight rồi, và trận đấu hết chưa hết ha. Thì mình đánh giá service tại đây cho anh em à. Con này được cái gì anh em? Chuyền tốt này, khỏe, với lại sự đi bàn tốt anh em. Nói chung dứt điểm mình lấy mức khá thôi. Cứ nhiều lúc sút ra ngoài cũng khá nhiều anh em, hai chân nhưng mà hay sút ra ngoài, nhiều lúc ra ngoài cũng khá nhiều. Nhưng mà mình đánh giá con này khá ok anh em, lên công về thủ khá tốt, hỗ trợ phòng thủ khá ok anh em. Giống như con Goretzka vậy. Nhưng mình thấy khả năng dứt điểm nó không bằng Goretzka đâu. Dứt điểm thì thua Goretzka xíu. Đó, và cái đánh đầu tốt này, đầu khá ok. Thì mình chấm con này tầm 9.5 điểm nha anh em. Cũng khá ok cho anh em xài khỏe dưới sân đó, để tranh chấp banh rồi cướp banh rồi giữ banh xong chuyển lên cho anh em. Đó, ok anh em. Thì mình kết thúc clip đây nha anh em. Anh em thấy hay thì like, share cho mình nha anh em. Anh chưa đăng ký ủng hộ mình nha. Cảm ơn em. Xin chào anh em.